vậy cái nhóm hợp chất tinh dầu chúng ta cũng lại đi qua rồi đúng không? Vì cũng giống như ở cái phần mà chúng ta học ở dược liệu, lần lượt chúng ta học từ các cái hợp chất hữu cơ như axit hữu cơ, như glucid, các glycosid, alkaloid, tinh dầu. Bây giờ chúng sang chất béo, cũng là những chất mà có trong dược liệu. Chúng ta sang cái phần kiểm nghiệm dược liệu chứa chất béo. Chất béo chúng ta gọi chúng là lipid. Lipid nó rất nhiều dạng. Lipid đơn giản nhất mà chúng ta vẫn gọi là dầu mỡ các bạn, đó là cái loại lipid đơn giản chúng ta hay gặp trong các loại thực vật, trong động vật mà chúng ta vẫn dùng làm thực phẩm thôi. Ngoài ra lipid nó còn có nhiều hợp chất khác chúng ta không có thể dùng trong thực phẩm được. Ví dụ sáp, rồi các cái phospholipid có trong các cái tế bào não, nơ trong thần kinh, trong tủy sống, rất nhiều cái hợp chất lipid khác nhau. Cho nên lipid cũng là một nhóm hợp chất nó rất phức tạp. Thường thường chúng ta đề cập đến chất béo lipid, thường thường chúng ta chỉ hay nói đến dầu mỡ thôi, tức là những cái lipid đơn giản mà chúng ta hay gặp thôi. Thì chúng ta chủ yếu ở đây, ở trong cái phần này chúng ta cũng giới thiệu chủ yếu là ta kiểm nghiệm các cái lipid đơn giản đó, tức là dầu mỡ. Chất béo thường thường là để kiểm nghiệm nó, người ta xác định nhiều chỉ số khác nhau. Đầu tiên nhất là bài này chúng ta xác định cái hàm lượng chất béo có trong dược liệu, tức là các chất định lượng ha. Rồi chúng ta định tính một số chất béo. Mục tiêu bài này là chúng ta trình bày được nguyên tắc để định lượng các hợp chất béo có trong dược liệu. Thứ hai là ta vẽ được dụng cụ và trình bày được các tiến hành định lượng chất béo trong dược liệu. Trình bày được nguyên tắc để định tính chất béo và định tính một số cái hợp chất có trong chất béo. Ví dụ khi mà chúng ta định tính cái dầu gan cá, chúng ta chú ý là ta định tính cái vitamin A và D có trong đó, ta định lượng cái vitamin A D có trong chất béo đó, không vâng. Hay ta kiểm nghiệm kiểm tra cái dầu gốc chẳng hạn, là chúng ta kiểm tra cái hàm lượng caroten có trong tinh dầu gốc, có trong cái dầu gốc. Tức là chúng ta chỉ định tính định lượng một số cái hợp chất có mặt trong các chất béo mà chúng ta kiểm nghiệm đó, xem nó có đạt yêu cầu không. Thế còn những acid béo rồi thì người ta không có kiểm tra, thường như vậy. Ta chỉ kiểm tra những chất đặc trưng của một loại dầu mỡ nào đó thôi. Thì chúng ta biết là chất béo nói chung á và những cái lipid đơn giản nói chung á, thì thành phần chính của nó gồm có một ancol, nó este với các acid béo. Nhưng mà thành phần chính của dầu mỡ mà chúng ta gọi là lipid đơn giản tức là dầu với mỡ đó, là các glycerid. Glycerid tức là cái este giữa glycerin, hay còn gọi là glycerol này các bạn, với các acid béo. Acid béo là những acid hữu cơ mà có cái chuỗi carbon nó dài, R1, R2, R3 này nó phải dài, thường thường nó phải trên 6. Cái R1 này ít nhất cũng trên 6 carbon thì chúng ta gọi là acid béo. Thì nếu dưới thì nó là những acid hữu cơ bình thường như acid acetic chẳng hạn, có 2 carbon, acid butyric rồi thì chưa phải gọi là chất béo, chưa phải gọi là acid béo. Các bạn nhớ không? Acid béo là những cái acid mà có chuỗi carbon này dài. Thí dụ như cái acid R1 với COOH đây, thì R1 này ít nhất là phải có 6 carbon trở lên thì mới được gọi là acid béo. Trên trong các cái hợp chất béo chẳng qua là cái glycerol này nó este hóa với cái acid béo. Tại vì glycerol là một cái hợp chất đa ancol, có 3 nhóm OH ancol, các bạn thấy không? 3 nhóm này. Đó. Có 3 nhóm OH này. Cho nên nó có khả năng nó este hóa với 3 acid béo khác nhau. R1 nó sẽ este hóa với OH. Este tức là khi mà nhóm OH gặp nhóm COOH nó sẽ ngưng tụ lại tạo thành OCO. Đây, OCO. Còn cái OH đây với hydro đây nó tạo thành nước, nó thoát ra. Phản ứng ngưng tụ có nghĩa là phản ứng nó kết hợp hai chất mà nó có loại nước ra thì chúng ta gọi là phản ứng ngưng tụ. Như vậy nó este hóa với acid. Lần lượt ba cái nhóm OH này nó sẽ este hóa với ba acid khác nhau. Nếu như chỉ có một nhóm này este hóa, ta gọi là monoglycerid. Mono là một các bạn. Có một nhóm OH này este hóa thôi.
còn hai nhóm OH này vẫn còn tự do thì đó ta gọi là monoglycerid. Còn nếu như hai nhóm OH này mà ester hóa hết, chỉ còn có một cái thằng này tự do, ta gọi là diglycerid. Đi là hai à. Và cả ba cùng ester hóa và ba axit thì nó gọi là triglycerid. Như vậy về mặt cấu tạo á, thì các cái hợp chất béo mà chúng ta vẫn gọi là dầu mỡ, thực tế nó là triglycerid, nó tạo thành triglycerid. Như vậy là lần lượt ba nhóm OH này nó sẽ ester hóa và ba axit béo khác nhau. Axit có cái dây carbon R1, R2, R3 đúng không? Ta gọi đây là triglycerid. Trên trong thực tế các cái chất béo đơn giản ta là dầu mỡ đều là triglycerid cả. Nếu như cái R1 này nè, các R1, R2, R3 nói chung nó ngắn, mạch carbon nó ngắn, nó không dài quá. Đó. Hoặc nó có nối đôi trong trong cái mạch đó, nó đôi nghĩa là nó chưa bão hòa đấy. À, nó chưa no đấy. Nó còn nối đôi hay nối ba đó vân vân. Có thể một nối đôi, hai nối đôi, ba nối đôi. À. Nếu như các mạch này ngắn và còn nối đôi có nghĩa chưa bão hòa thì thường là triglycerid này nó ở thể lắm ở nhiệt độ thường, chúng ta vẫn gọi là dầu. Trên trong thực vật á, của chúng ta thường hay gặp các cái triglycerid này có mạch carbon ngắn. Đa số là chúng ta gặp là dầu. Trong thực vật chúng ta ép ra đang có dầu à, ở nhiệt độ thường nó lỏng, như dầu dừa rồi dầu đậu nành, dầu đậu phụng gì vân vân, thường thường nó lỏng ở nhiệt độ thường đúng không? Còn nếu như cái R1, R2, R3 này mà chủ carbon nó dài hơn hoặc nó no, nó không còn nối đôi nữa thì thường nó ở thế rất là nhiệt độ thường, và chúng ta hay gặp trong động vật, chúng ta vẫn gọi là mỡ. Dầu mỡ từ khái niệm như vậy. Rồi về cấu tạo nó, bản chất nó là các triglycerid đúng không, có các axit béo. Để xác định được hàm lượng các chất béo trong dược liệu ấy, thì người ta dùng các cái dung môi hữu cơ như là toluen, như benzen, ete, chlorophos v.v. để chiết. Tại các chất béo nó tan được trong dung môi hữu cơ ít phân cực, chúng ta chiết xúc nó ra thế thôi. Đơn giản nhất là để định lượng nó, chúng ta chiết xúc bằng cái dung môi hữu cơ đúng không, nó sẽ tan được trong dung môi hữu cơ. Rồi chúng ta cho bốc hơi cái dung môi hữu cơ đi, nó bay đi, còn dầu mỡ nó không bay được, nó nằm đó. Chúng ta sẽ biết được cái tỷ lệ của dầu mỡ có trong dược liệu chúng ta. Cái nguyên tắc là như vậy. Ta dùng các dung môi hữu cơ như là toluen, tức là C6H5CH3 các bạn. Toluen tức là cái benzen mà có một cái nhóm CH3 ta gọi là toluen. Rồi benzen tức là C6H6 thế thôi hả? ET CH5O CH5 đó, chlorophos là CHCl3 vân vân, để chiết kiệt chất béo ra à, có trong dược liệu ra. Thường thường để mà chiết cái dầu béo, chúng ta có các cái dụng cụ, người ta gọi là dụng cụ xốc lết ha, hoặc là Kumagawa vân vân. Dụng cụ này thì nó không có gì phức tạp lắm ha. Đây là dụng cụ xốc lết nè các bạn. Đây Kumagawa. Dụng cụ xốc lết thì nó đơn giản thôi, tức là ta cho cái thí dụ như ta bỏ cái dược liệu chúng ta vào một cái tờ giấy thấm mà ta gói là ta bỏ vào đây, nó nằm đây, ta bỏ vào đây nằm đây đó. Rồi chúng ta ở dưới này là dung môi hữu cơ à, chúng ta đun nó lên, ta lắp ống sinh hàng hồi lưu, tức là lắp như thế này nè đó, nó dựng đứng xuống. Thì khi dung môi hữu cơ nó đi qua cái dầu mỡ này ra à, đúng không, nó bay qua đây à, thì dầu mỡ chúng ta nó sẽ bị chiết ra à, nó sẽ ngấm xuống, nó xuống nằm dưới dung dịch này, rồi nó cứ bay hơi lên, nó đi, nó là rút cái dầu mỡ ra dần dần, đến khi nào mà các cái giọt mà nó đọng lại đây á, nó xuống mà chúng ta không còn thấy dầu mỡ nữa à, kiệt rồi thì chúng ta đem ra, thì toàn bộ cái dầu mỡ đây sẽ được dung môi bay lên bay xuống này, nó chiết hết, nó nằm dưới cái bình cầu đây. Chúng ta đem cái sản phẩm này ra, chúng ta bay hơi, tẩm bốc hơi, tức đun nóng để bay hơi đi, thì còn lại dầu nó đậm ở dưới này à, còn ít dầu thì chúng ta tính được cái hàm lượng của nó trong dược liệu. Nói chung đây là hai cái dụng cụ mà hiện giờ người ta vẫn dùng để mà chiết dầu mỡ chất béo ra khỏi
có dược liệu. Thì tùy theo từng từng loại dầu mỡ, chúng ta dùng các loại dung môi khác nhau, nhưng phải là dung môi hữu cơ mới họ ta. Trong thực tế người ta hay dùng chlorophos nhiều hơn các bạn. Sau đó ta loại dung môi bằng cách là sấy cho nó bay hơi hết đi, không bay hơi hết dung môi đi, dầu mỡ nó không bay hơi được, thì chúng ta cân cái dầu mỡ còn lại á, cái dầu mỡ còn chiết được á. Thì từ đó chúng ta tính ra giữa cái ta đem ví dụ ta cân bao nhiêu gam dược liệu thì chúng ta được bao nhiêu ml dầu dầu mỡ vân vân, chúng ta biết được cái hàm lượng của nó trong trong dược liệu, nguyên tắc như vậy thôi, không có gì cả. Để định tính chất béo bằng cái phương pháp hóa học á, thường dựa vào thành phần cấu tạo đặc trưng của cháo béo, ví dụ như là các axit béo có chứa nhiều chất ancol hoặc là axit béo có tạo cấu tạo vòng vân vân, để chúng ta xác định, hoặc các thành phần không phải chất béo mà có mặt ở trong, nó tan được trong dầu mỡ, ví dụ như các cái vitamin tan trong trong dầu như caroten hoặc là vitamin A, vitamin D vân vân, xác định tính là định tính vào những cái đó, những chất đặc trưng có trong cái dầu đó. Chúng ta khảo sát người ta định tính cái dầu đậu phộng ha, tức là lạc đó, đậu lạc, dầu lạc các bạn. Vừa tính không tan của muối kali arachidat trong cái tinh dầu ở trong cái dầu đậu phộng này, nó có một cái axit béo quan trọng là axit arachidonic các bạn. Đó. Nó tạo ra muối kali, nó không tan. Thằng này không tan trong cồn cao độ. Trong khi muối kali của các chất khác, có axit béo khác thì tan được trong điều kiện như thế. Cho nên là ta dựa vào cái đó để ta định tính. Định tính dầu đậu phộng. Tức khi tạo muối kali các bạn, thì muối kali của axit arachidonic nó không tan. Trong khi muối kali của những axit khác nó tan. Thì chúng ta dựa vào cái này thì chúng ta thấy là nó tạo muối ở đâu các bạn. Ví dụ như cái axit này khi tác dụng với các chất kiềm nó sẽ tạo thành muối như thế nào? Muối công thức gì? Cái axit R1COOH này khi mà tạo muối với chất kiềm thì nó tạo thành cái hợp chất như thế nào? Bạn Thủy Trần gì đây nói cho tôi nghe thử. Ví dụ chúng ta cho cái axit đó công thức là R1COOH tác dụng của kiềm với NaOH này sẽ tạo thành cái gì? Bạn Thủy Trần có đây không? Bạn này hình như cứ mở mấy lần nhìn để đó thì sao? Đi đâu? Đúng không? Tại Bạn này hay là hai ba lần tôi kiểm tra thấy là cứ để thấy là vậy nhưng mà đi đâu không có mặt. nó tạo ra muối natri carbonate này Natri carbonate R1COH còn với NaOH. sao tự nhiên tạo ra muối cộng nát, cạnh nó ở đâu đây? Natri chứ nó lại NaOH mà nó cộng với NaOH mà. R1COH cộng với NaOH thì mà làm sao là thành Dạ, ra nó thì cái nó cộng ra Na, NaCO3. CO3 ở đâu ra? NaCO3 là khi chúng ta cho axit carbonic H2CO3 tác dụng với NaOH thì nó mới ra Na2CO3 chứ. Được chưa? Đây là một cái axit hữu cơ mà làm sao mà nó ra carbonate được? Muối carbonate là muối của axit carbonic chứ. Vậy thì nó ra lại được. Bạn Thủy Trần này mấy hôm tôi dậy tôi thử hỏi thì bạn này im ru, nghe bạn này có mặt ở đây nhưng mà thực tế không đi học hành gì hết trơn đúng không? Không biết bạn Thủy Trần này là bạn nào đó, Thủy Trần gì đấy.
Rồi bạn Vũ Vũ hay Võ Võ vậy? Sao em mời. À đúng rồi. Em nói cho thầy nghe thử, nếu R1COH mà cộng với NaOH thì nó sẽ ra cái chất như thế nào? Ra cái muối gì? Ra công cái chất nó có công thức gì? Nó ra cái chất là R1COONa đúng không? Tại vì hydro trong COOH á, đó là nó thể hiện cái axit là nhờ nó phân ly được thành H cộng, COO trừ cộng với H cộng đó, cái nhóm COOH. Cho nên cái nhóm này là cái nhóm axit hữu cơ mà, các axit hữu cơ đều phải chứa cái nhóm COOH này đúng không? Cái nhóm này mang tính axit, tại vì khi mà nó phân ly nó sẽ thành CO trừ và H cộng. Nên khi mà gặp NaOH đương nhiên nó tạo thành COONa đúng không? Cộng với H2O đó, nước loại ra, không vâng. Và đó là muối của axit chất béo. À. Cái đấy là cái nguyên tắc của phương pháp làm xà phòng các bạn. Làm xà phòng không biết bạn nào đã tham gia làm xà phòng chưa, nhưng làm xà phòng cũng không cũng đơn giản có gì cả. Thường nguyên liệu nó dầu dừa. Dầu dừa. Khi mà cái dầu mỡ này mà gặp chất kiềm á, natri oxit á, chúng ta cho natri oxit vào chúng ta nấu lên đó, thì nó sẽ đông đặc dần, nó đóng bánh lại đó. Đóng bánh đó chính là muối của các axit béo. Khi chúng ta cho NaOH và chúng ta đun đó, thì đầu tiên nhất là axit béo bị giải phóng ra khỏi cái glycerid. Ba axit béo sẽ lần lượt giải phóng ra khỏi glycerid, tạo thành các cái muối tự do. Ở các axit tự do, các axit tự do này nó kết hợp với NaOH thì tạo thành các cái muối và axit béo. Các muối axit béo nó có đặc điểm này các bạn. Cái R1 á, nó dài, COO á, cái phần đây này nó thân dầu, tại vì cái phân tử nó dài cho nên nó thân dầu, nó hòa tan được vậy trong dầu hoặc nó làm cho dầu tan được trong nó. Còn cái phần natri á, đó nó thân nước, cái muối là thân nước, cái phần đầu thân dầu, đầu thân nước, chính vì vậy nó là xà phòng hóa, tức những chất hoạt động bề mặt, nó có khả năng nó lôi các dầu mỡ tan được trong nước. Cho nên chúng ta rửa tay xà phòng, chúng ta dầu mỡ bao nhiêu ta rửa tay xà phòng nó sạch liền, tại vì cái chất xà phòng này nó vừa thân nước vừa thân dầu, cho nó kéo được dầu tan trong nước, nó làm cho dầu tan được trong nước. Vì vậy chúng ta gọi là chất xà phòng, nó làm sạch, người ta gọi nó chất diện hoạt, tức là hoạt động bề mặt. Thì khi mà chúng ta muốn tạo ra cái kali arachidate thì chúng ta cho cái axit arachidic đó, là một axit béo có trong dầu phụng, nó là axit béo chủ lực có trong dầu đậu phụng các bạn, tức là dầu dầu lạc. Axit tên là axit arachidic. Khi cái axit này mà gặp KOH, nó kali hydroxit đó, nó sẽ tạo muối kali đúng không? Thành ra là kali arachidate. Cái muối này nó không tan. À. Đặc biệt của nó là không tan. Trong khi các axit béo khác mà tác dụng ở KOH đều tạo ra các muối có thể tan được hết. Chính nhờ đó chúng ta sẽ định tính được. Khi chúng ta cho kali OH vào trong cái KOH á, hả? Vào trong dầu phụng thì nó sẽ tạo ra cái muối không tan, lắng xuống. Vâng. Còn những cái axit béo khác là sẽ lần lượt tan. Nhờ đó chúng ta sẽ định tính được cái dầu dầu đậu phụng này. Ta dựa phản ứng đó. Các bạn chú ý phản ứng này hả? Tức là phản ứng tạo muối kali arachidate. Như vậy sự hiện diện của nhiều cái muối kali arachidate này trong cái thành phần mẫu thử thì có thể xác định sơ bộ mẫu thử chúng ta là dầu của đậu phụng. Cái dầu 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 dừa hay là dầu đậu nành thì nó không có cái này, không có cái axit này, cho nên nó không thể tạo ra cái muối không tan giống như thằng này. Vì vậy người ta dùng cái phản ứng này, phản ứng sơ bộ định tính, định tính dầu gan cá. Thì dầu gan cá có chứa
hai cái vitamin tan trong dầu rất nổi tiếng, đó là vitamin A và D, hòa tan trong trong đó, cho việc kiểm định các vitamin này góp phần xác định tính, để định tính được cái dầu đó là dầu gan cá hay dầu gì. Nếu như mà không có mặt hai cái vitamin này, chúng ta không đó không phải là dầu gan cá rồi, đúng không? Dầu gan cá bao giờ phải có được vitamin AD, cho nên người ta thông qua cái việc định tính vitamin AD để mà ta xác định cái dầu đó là dầu gan cá hay dầu gì. Thường thường á, khi mà chúng ta nấu thủ công thôi, chúng ta sản xuất cái dầu gan cá ra thì mùi tanh dữ lắm các bạn. Nhưng mà dầu gan cá công nghiệp người ta sản xuất ra rồi ta khử mùi tanh thì nó hoàn toàn bình thường như dầu các loại khác à. Thì để mình định tính nó, chúng ta dựa vào cái vitamin A và D có mặt trong dầu gan cá. Thì các dầu khác thì không có AD hoặc là có rất ít không đáng kể. Đó là những cái phương pháp mình định tính để xác định được cái chất béo có trong thực vật. Còn để đi sâu và kiểm tra kiểm nghiệm thì chúng ta dựa các chỉ số, các chất béo thường người ta dùng cái nhiều cái chỉ số để mà xác định. Thì chúng ta cái chỉ số đầu tiên ở đây chúng ta muốn phải xác định, đó là xác định cái chỉ số iốt của dầu mỡ. Đây là cái phản ứng khá đặc trưng, chỉ số iốt, để chúng ta xem thử là ở trong dầu chúng ta có nhiều dây nối đôi hay không. Tại iốt nó thế hydro trong các dây nối đôi, nó làm gãy dây nối đôi và hai iốt nó xâm nhập vào đó, một cái phân tử iốt tức là I2 á, nó thay thế hai cái nguyên tử hydro trong cái dây nối đôi, tạo cả thành các sản phẩm iodo. Thì nếu như chỉ số này càng cao có nghĩa là dầu chúng ta là có càng nhiều dây nối đôi và càng dễ bị oi khét trong quá trình bảo quản, đúng các bạn? Từ khi nó, trong quá trình bảo quản nhiều dây nối đôi thì nó càng dễ bị oxy hóa hơn à. Cho nên tạo ra các cái hợp chất peroxit đó, nó làm cho dầu mỡ người ta bị ôi, bị thiêu à, bị hư à. Để xác định cái chỉ số iốt này chúng ta cũng có thể thông qua đó chúng ta xác định được cái dầu chúng ta có đúng hay không à, ta có bị nhầm lẫn với dầu khác hay không. Thì cái chỉ số iốt nó quan trọng ở chỗ đó. Mục tiêu bài này chúng ta xác định được cái chỉ số iốt của một cái dầu béo nhất định ha, một cái dầu nào đó. Thứ hai là trình bày được cái ý nghĩa của chỉ số iốt, qua đó chúng ta đánh giá được cái chất lượng của chất béo. Đương nhiên là phải kết hợp với các cái chỉ tiêu khác nữa. Ngoài cái chỉ số iốt chúng ta còn nhiều chỉ số để mà kiểm tra cái dầu mỡ này nữa. Chúng ta dựa vào đó để mà chúng ta xác định được chất lượng của cái dầu mỡ chúng ta. Thì nói chung axit béo trong thành phần cấu tạo của chất béo có thể là các axit béo bão hòa, tức là no rồi, nghe không còn dây nối đôi nào hết, đúng không? Tức là dưới carbon này với carbon kia nó chỉ có một nối đơn thôi à. Tức là ta gọi là axit béo no hay axit béo bão hòa đó, hoặc là không bão hòa, tức là không no, có nghĩa là còn nhiều cái dây nối đôi, đúng không? Trong cái chuỗi carbon của R1, R2, R3 đó, càng nhiều dây nối đôi thì chỉ số iốt này càng lớn đó. Càng nhiều dây nối đôi thì nó càng dễ bị oxy hóa khi để lâu, bảo quản lâu, vân vân. Nguyên tắc như vậy vì các dây nối đôi này là chính là cái điểm mà oxy nó tấn công vào à, nó làm đứt dây nối đôi ra và nó gắn oxy vào, ta gọi các cái hỗn hợp peroxit tạo thành dây nối ô, rồi nó nối với carbon luôn, đúng không? Thay vì dây nối đôi thì nó trở thành là carbon nó nói vào ô, rồi nó ô nó nói vào carbon kia à, các bạn hiểu không? Cho nên nó bị oxy hóa. Thì số lượng các dây nối đôi trong phân tử axit béo có thể không có dây nối đôi nào, có thể một dây đôi, hai dây đôi hay ba dây đôi, vân vân. Mức độ không bão hòa của các axit béo trong thành phẩm chất béo có ảnh hưởng nhiều và lý hóa tính của nó cũng như công dụng của cái chất béo đó. Vì vậy trong kiểm định chất béo, đầu tiên nhất là ta phải kiểm định được cái số dây nối đôi này bằng cách là xác định được cái mức độ bão hòa của axit béo đó, có nghĩa là xem thử nó có nhiều dây nối đôi hay không à, hay là ít dây nối đôi. Ít dây nối đôi thì iốt nó sẽ không tham gia phản ứng được, nên chỉ số iốt nó sẽ thấp. Nhiều dây nối đôi thì iốt nó sẽ tham gia vào và chỉ số iốt nó sẽ cao, đại khái là như vậy.
thì cái liên kết đôi của các cái axit béo có khả năng là cộng hợp với các hoạt với iốt hoặc là nói chung các cái halogen khác, ví dụ như fluor, clo, brom vân, để tạo thành cái phản ứng xảy ra dễ dàng. Nói chung là khi gặp các halogen nó đều xảy ra dễ, nó gắn halogen vào cái dây nó đôi để biểu thị mức độ không no của cái dầu béo. Người ta dùng cái khái niệm gọi là chỉ số iốt. Nãy giờ chúng ta nói đi nói lại để chúng ta hiểu chỉ số iốt là thế nào. Chỉ số iốt chính là nó kiểm tra, nó đo cái mức độ chưa bão hòa của cái dãy axit béo này. Cái chuỗi axit béo mà càng không no thì cái chỉ số iốt này nó càng cao lên. Tại khi cho phản ứng iốt thì iốt nó sẽ tấn công vào các dây nó đôi đó, nó gắn vào tạo thành các cái hợp chất iodo. Trên chỉ số iốt càng cao thì cái quá trình bảo quản dầu béo càng khó vì nó dễ bị sổ oxy hóa. Chỉ số iốt tức là cái số gam iốt có thể kết hợp với 100 gam chất thử, tức là dầu, chất dầu mà chúng ta cần thử trong điều kiện thí nghiệm nhất định. Tôi nhắc lại này, đây là cái khái niệm về chỉ số iốt. Chỉ số iốt tức là số gam iốt có thể gắn vào các cái nối đôi có trong 100 ml dầu béo mà chúng ta đem ra thử nghiệm. Thí dụ dầu đậu phụng, dầu đậu nành, mỗi thằng nó có một chỉ số iốt khác nhau. Tại vì cái số lượng dây nó đôi có trong các cái chuỗi axit này nó khác nhau. Đó, chính vì vậy mà cái chỉ số cũng là một chỉ số đặc trưng cho từng loại dầu. Thông qua cái đo chỉ số iốt này chúng ta có thể xác định sơ bộ là dầu đó là dầu gì và nó có chỉ số iốt khác nhau. Chỉ số iốt càng cao thì chất béo càng có nhiều cái nối đôi, càng có nhiều nối đôi thì đương nhiên iốt nó càng gắn vào nhiều hơn, cho nên chỉ số iốt nó sẽ cao lên. Để xác định chỉ số iốt thì người ta cho chất béo tác dụng với một cái lượng thừa tác nhân phản ứng, đó là iodo caloric, iCl, iodo caloric các bạn. Các bạn nhớ là cái halogen, cái nhóm halogen tức là nhóm ở phân nhóm 7A các bạn. Nó gồm có đầu tiên ở trên là fluor, đến clo, rồi brom, iốt, astatin. Đó. Các halogen này nói chung nó có tính oxy hóa mạnh. Nó dễ thu điện tử lắm. Tại vì lớp ngoài cùng nó có 7 điện tử, ở nhóm 7A mà có 7 điện tử ngoài cùng. Trên xu hướng của nó là thu thêm một điện tử để nó bão hòa cái lớp ngoài cùng nó. Trên trong các phản ứng nó thường có biểu hiện là hóa trị âm 1 mà các bạn nhớ clo trừ đó, tức là âm 1, đúng không? Natri clorit là đó là na cộng mà clo trừ, có nghĩa nó thu một điện tử nó thành na clo trừ. Luôn luôn nó có xu hướng vậy. Nhưng mà đối với nội bộ chúng nó thì cái thằng nào đứng ở chu kỳ kỳ trên thì tính oxy hóa mạnh hơn, nó có thể thu điện tử của thằng ở dưới. Cho nên ở đây các bạn thấy không, cái hợp chất này là clo trừ mà iốt cộng đó. Từ iốt mà khi gặp clo nó sẽ bị mất điện tử cho thằng clo, clo nó tính oxy hóa mạnh hơn, nó tạo thành một hợp chất tên là iodo caloric. Iodo caloric này á nó ở dạng y cộng này, nó rất là dễ thu oxy trở lại, điện tử trở lại đó. Đáng lý nó xu hướng là nó thu điện tử để thành y trừ, mà thằng này nó bị thu điện tử nữa, cho nên thằng này tính oxy hóa rất mạnh. Khi gặp các dây nó rồi nó phá vỡ dây nó rồi và nó thu oxy, nó tạo thành hợp chất có hai iốt, cứ một nó rồi nó sẽ gắn vào hai iốt. Như vậy dựa vào chỉ số này chúng ta biết được là càng nhiều dây nó rồi trong trong cái chuỗi của axit béo, đúng không? Axit béo càng chưa no thì iốt nó càng gắn vào nhiều, chính vì vậy cho nên chỉ số iốt nó cao. Ta dựa vào phản ứng này để chúng ta người ta tác dụng với dầu béo nhất định để tạo ra một cái trong những điều kiện phản ứng quy định thì iốt này tấn công một cái dây nó đôi, từ đó chúng ta có thể tính được cái lượng iốt mà tác dụng với 100 ml dầu, 100 g dầu dầu béo, và cái lượng iốt mà tác dụng 100 g dầu béo đó là chỉ số iốt.
là vậy thôi, không có gì cả. Khi nó cho một cái lượng thừa vào, nó gắn hết iốt vào, thì cái lượng YCL còn thừa đó, iodocaloric còn thừa, ta định lượng iodocaloric còn thừa bằng KI. Thì khi gặp KI nó sẽ tạo thành cái hợp chất là kali clorid, là muối kali clorid, và iốt phân tử được giải phóng ra. Cái lượng iốt được giải phóng ra được định lượng bằng dung dịch natri thiosulfat. Cái này là chúng ta đã học ở phần định lượng bằng phương pháp oxy hóa khử rồi. Ở phương pháp oxy hóa khử chúng ta có phương pháp chuẩn độ iốt này. Ta đo cái lượng iốt còn thừa bằng natri thiosulfat, tức là Na2S2O3, các bạn nhớ không? 0,1N, chỉ thị của nó là hồ tinh bột. Chỉ thị là cái dung dịch hồ tinh bột đó. Khi chúng ta cho cái natri thiosulfat nhỏ xuống đúng không? Ở trong này là cái dung dịch mà chúng ta cần định lượng cái iốt đó, trong đó nó có iốt cho nên nó sẽ có màu tím đen với lại hồ tinh bột. Cái dung dịch chúng ta là đang tím đen, cái màu tím đen vì có iốt trong cái dung dịch đó mà chúng ta nhỏ nó thì tiêu sinh phát xuống, nó sẽ cứ iốt đó cho nên là mất màu dần dần đến khi mà cái màu tím nó không còn, nó chuyển sang mất màu, không còn màu nữa, chúng ta dừng định lượng lại đó. Đó gọi chỉ thị hồ tinh bột. Cái phương pháp này các bạn đã học ở phần định lượng rồi. Từ cái định lượng này chúng ta sẽ tính được cái chỉ số iốt, từ cái iốt mà nó gắn với lại dầu mỡ đó.